Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý gần 3.500 lái xe vi phạm nồng độ cồn, tăng khoảng 1.300 trường hợp so với ngày trước đó. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã xử lý hơn 9.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn là các vi phạm về tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định và vi phạm ma túy. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp. Trong ngày thứ hai nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 8 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 27 vụ làm 9 người chết, 8 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Sau 2 ngày của kỳ nghỉ lễ từ 29 đến 30 tháng 4, qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xử lý 514 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng, tạm giữ 148 phương tiện, tước giấy phép lái xe, kiểm định phù hiệu 90 trường hợp. Trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn 116 trường hợp, phạt tiền 475 triệu đồng, vi phạm quá tải 38 trường hợp, phạt tiền 144 triệu đồng, vi phạm kích thước cải tạo 32 trường hợp, phạt tiền hơn 63 triệu đồng vi phạm mũ bảo hiểm 159 trường hợp, phạt tiền hơn 74 triệu đồng, vi phạm tốc độ 44 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, chỉ trong hai ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã phát hiện và xử lý 116 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 500 triệu đồng. Số liệu xử lý này mặc dù chưa thể hiện hết thực tế vi phạm, tuy nhiên nó phản ánh vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng hơn ngày thường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vi phạm nồng độ cồn thường có xu hướng tăng cao vào những ngày này, là do thói quen ăn uống, chúc tụng những ngày nghỉ lễ theo truyền thống tập tục từ xưa của người Việt. Để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông, phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường tối đa lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, trong đó tập trung phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, tại tất cả các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 10, phòng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra 24 trên 24 giờ để thực hiện đo nồng độ cồn lái xe, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở mọi lái xe chấp hành nghiêm túc quy định liên quan đến rượu bia khi tham gia giao thông. Cảnh sát thông đã ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín 24 trên 24 trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tập trung xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác như vi phạm chạy quá tốc độ và những hành vi vi phạm lạng lách đánh võng là không được mua hiểm đối với xe mô tô. Chúng tôi cũng có tuyên truyền đến bà con nhân dân về đã uống rượu bia thì không lái xe khi tham giao thông. Kỳ nghỉ lễ năm nay vẫn còn, dự kiến trong 1 đến 2 ngày tới, số lượng người dân đi du lịch và quay trở lại nơi làm việc học tập sẽ tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong việc đi lại trong dịp nghỉ lễ, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định, đặc biệt đã uống rượu bia, không lái xe. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.